Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh YouTube Tekena Edu. Mình là Hoàng Khải. Tiếp tục với chủ đề bấm nút động. Trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách tạo ra một blog có thể thay đổi kích thước theo một cái nít giá trị đã được cài đặt sẵn như ở đây. Vậy làm thế nào để có thể tạo ra được một blog như thế này? Xin mời các bạn cùng theo dõi video ngày hôm nay. Đầu tiên các bạn cần tạo blog cho chi tiết này. Thì đây là môi trường để các bạn gắn các thuộc tính cho blog. Ở các video trước thì mình đã hướng dẫn các bạn sử dụng tất cả các cái biến ở trên thẻ parameter này. Thì trong video ngày hôm nay, mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để chúng ta tạo thuộc tính cho block chi tiết thép hình này mà không cần phải sử dụng các cái biến ở trên cái thẻ parameter này, mà bằng cách chúng ta sử dụng block table. Cái block table này chính là cái hành động block for rotate table. Đầu tiên thì các bạn cần phải gắn cho block này các cái ràng buộc về hình học. Thì mình sử dụng tính năng tự động gắn các ràng buộc hình học cho block này. Các bạn chọn toàn bộ các cái đối tượng cần gắn các ràng buộc hình học. Rồi sau đó nhấn Enter. Thì phần mềm sẽ tự động thêm các cái ràng buộc hình học như độ song song, rồi tiếp tuyến. Thì sau khi gắn các ràng buộc hình học xong ấy, thì chúng ta có thể ẩn các ràng buộc hình học đi cho nó dễ nhìn. Tiếp theo các bạn sẽ gắn cho nó các cái ràng buộc về kích thước. Thì các bạn cũng có thể là sử dụng các cái ràng buộc về kích thước ở phía trên này hoặc sử dụng ở dưới này, nó đều như nhau. Đầu tiên là mình gắn cho nó kích thước chiều cao, và mình đặt tên cho kích thước chiều cao này là kích thước H. Tiếp theo mình gắn cho nó kích thước bề rộng, và mình đặt tên cho kích thước bề rộng này là kích thước B. Tiếp theo mình gắn cho kích thước chiều dày của cánh, và mình đặt tên cho kích thước này là kích thước T1. Tiếp tục kích thước chiều dày bụng, mình đặt cho kích thước này là kích thước T2. Tiếp theo là bán kính góc lượn, thì mình đặt tên ở đây là R. Đối với các đối tượng bằng nhau, ví dụ như ở đây đối với các cung tròn này nó bằng nhau, hoặc đối với kích thước chiều dày cánh này nó cũng bằng ở phía trên, thì các bạn có thể sử dụng các ràng buộc hình học để các bạn gắn cái thuộc tính là bằng nhau cho nó. Thì các bạn chọn cái cung này bằng cung này, tiếp tục cung này bằng cung phía trên này. Và chiều dày của cái cánh này bằng chiều dày của cánh này. Chiều dài của đoạn này bằng chiều dài của đoạn này. Tương tự như vậy, chiều dài của đoạn này chúng ta có thể gắn bằng chiều dài của đoạn này. Thì sau khi mà chúng ta đã gắn đầy đủ các cái ràng buộc về hình học và ràng buộc về kích thước, thì lúc này chúng ta sẽ chọn cái hành động block table. Các bạn chọn điểm đặt của cái tham số này, thì các bạn có thể đặt ở vị trí ngoài này cho nó dễ điều khiển. Lúc này phần mềm sẽ hỏi chúng ta hãy nhập số điểm điều khiển của cái tham số này, thì các bạn để 1 và nhấn Enter luôn. Thì đây là cái bảng để chúng ta định nghĩa thuộc tính của block.
các bạn nhấn vào đây để thêm các cái thuộc tính cho block. Thì đây là các cái ràng buộc về kích thước mà các bạn vừa mới ghi. Các bạn thêm các cái ràng buộc kích thước này vào. Các bạn chọn hết và nhấn OK. Thì đây là các cái ràng buộc về kích thước. Thì để điều khiển các cái ràng buộc về kích thước này thì chúng ta có nhiều giá trị khác nhau, nên chúng ta sẽ cần thêm một cái cột nữa, một cái biến nữa là biến kích thước. Thì các bạn sẽ thêm một cái biến kích thước nữa ở đây. Các bạn tạo cho mình một cái biến mới và các bạn đặt tên cho cái biến này là size, là kích thước đấy. Ở cái dạng biến này thì các bạn chọn cho mình là string, là kiểu ký tự. Rồi sau đó các bạn nhấn OK. Thì cái cột size này các bạn có thể kéo lên phía trên, ở trên đầu như này. Và bên dưới này các bạn nhập các cái giá trị cho nó. Thì để nhập giá trị cho nó ấy, thì các bạn có thể là copy từ một cái bảng Excel. Thì đây là một cái bảng kích thước mà mình đã tạo sẵn. Các bạn cũng có thể lên trên mạng các bạn tìm kiếm kích thước của cái thanh hát tiêu chuẩn này. Sau đó các bạn download về và các bạn copy các cái giá trị này. Các bạn paste sang đây. Và các bạn lưu ý là gì? Tất cả các cái cột này nó phải trùng với lại các cái cột ở trên bảng Excel. Thì sau khi ấy, mà chúng ta paste các giá trị cho bảng xong ấy, các bạn nhấn OK. Chúng ta có thể kiểm tra cái thuộc tính của block và các bạn lưu lại. Như vậy block đã hoạt động. Và chúng ta thấy ở trên block này nó còn lại các cái điểm điều khiển các cái kích thước của block. Thì các bạn có thể quay trở lại block để các bạn bỏ tất cả những cái điểm điều khiển này đi bằng cách là các bạn chọn các ràng buộc kích thước và các bạn chọn Rotate và các bạn chọn số cái điểm hiển thị điều khiển ở đây là 0. Sau đó các bạn New lại. Thì như vậy ở đây chúng ta sẽ không còn các cái điểm điều khiển theo các cái tham số kích thước nữa. Như vậy là mình vừa hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng block table để tạo thuộc tính thay đổi kích thước cho chi tiết hát tiêu chuẩn này theo một nít các cái giá trị lựa chọn sẵn ở đây. Nếu các bạn thấy video này hay và hữu ích thì đừng quên nhấn nút like, đăng ký kênh và chia sẻ cho bạn bè. Video của mình đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn lại các bạn trong các video tiếp theo.